Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây: Tổ chức Nhân quyền công bố tài liệu tố cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam quản thúc 170 nhân vật bất đồng chính kiến. Cảnh sát nhờ bắt giữ thiếu niên 17 tuổi, dọa bắn rơi phi cơ Nam Airlines. Công dân Việt Nam sang Campuchia trộm xe sang đã bị bắt công nhân nhà máy điện tử Nam Hàng ở tỉnh Bắc Ninh đình công đột tăng lương. Và bây giờ là bản tin chi tiết. Tổ chức Nhân quyền công bố tài liệu tố cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam quản thúc 170 nhân vật bất đồng chính kiến. Thưa quý vị, hơn 170 nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam tiếp tục bị quản thúc tại gia, cấm đi lại và bị công an chìm của nhà nước Cộng sản Việt Nam hành hung nhằm bịt miệng người thường xuyên chỉ trích họ. Tổ chức Thay đổi giỏi nhân quyền quốc tế ngày hôm nay cho hay đã công bố tài liệu tố cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam áp dụng nhiều biện pháp cản trở và dập tắt hoạt động của các phong trào vận động dân chủ, chống đối việc làm sai trái của cán bộ, tìm các kết án tù các nhân vật bất đồng chính kiến. Phúc trình của Tổ chức Nhân quyền quốc tế nói rằng hơn 170 nhân vật bất đồng chính kiến và vận động dân chủ tại Việt Nam bị cấm đi lại từ năm 2004, cho đến nay, trong đó có ông Nguyễn Tường Thụy, cựu chiến binh 72 tuổi. Ông Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Phúc trình trên cũng nói rằng lực lượng nhân viên an ninh của Cộng sản Việt Nam thường xuyên sách nhiễu, đe dọa, hành hung, áp đặt lệnh quản thúc tại gia và cấm ông đi lại. Ông Phil Robertson là phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế cho rằng các nhà vận động nhân quyền tại Việt Nam bị đàn áp vì chỉ vì tổ chức hoặc là tham dự các sự kiện chỉ trích chính sách sai trái của nhà cầm quyền. Thưa quý vị, cảnh sát của Nhật Bản đã bắt một thiếu niên 17 tuổi vì đã dọa bán rời chiếc phi cơ của Vietnam Airlines. Đại diện Vietnam Airlines tại Nhật Bản vào ngày 17 tháng 2 xác nhận, cảnh sát của Nhật Bản đã bắt một nghi can vì đã dọa là sẽ bắn rơi một chiếc phi cơ thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines hồi tháng Giêng. Báo chí của Nhật Bản trước đó đưa tin cho hay là cảnh sát tỉnh Chiba đã tạm giữ một thiếu niên 17 tuổi, cư dân tỉnh Yamagata, bị tình nghi là đã đe dọa bắn rơi để buộc chiếc phi cơ của hãng hàng không Việt Nam Airlines phải quay đầu trở lại nơi cất cánh khi vừa rời phi trường của Nhật Bản để hướng đến Hà Nội. Cuộc điều tra của cảnh sát Chiba cho biết, văn phòng chi nhánh của Việt Nam Airlines tại Nhật Bản đã nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng 11 giờ sáng ngày 5 tháng Giêng của người lạ mặt vì anh đã dọa là sẽ bắn rơi chiếc phi cơ Vietnam Airlines mang ký hiệu VN5311 nếu không chịu quay trở lại nơi cất cánh mà tiếp tục vượt không phận biển Nhật Bản. Cảnh sát xác định, cậu thiếu niên này đã gọi điện thoại từ nhà riêng ở tỉnh Yamagata để đe dọa bắn rời chiếc phi cơ, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Fukuoka. Chuyến bay đã bị hoãn gần 4 tiếng đồng hồ mới bay trở lại. Cảnh sát cho biết thiếu niên trên đã nhận tội, chưa công bố danh tính và xác định là cậu này đã mắc bệnh tâm thần thưa quý vị. Công dân Việt Nam sang Campuchia trộm xe sang bị bắt. Cảnh sát tại Bria của tỉnh Sihanoukville chiều hôm qua bắt giữ một người đàn ông Việt Nam đã trộm một chiếc xe hơi Audi Q7 mang bản số Phnom 2BM6235 của công ty Nhat Tho định bỏ trốn có lẽ là lôi hoay không biết cách sử dụng nghi can này tông chiếc xe vào trạm kiểm soát an ninh của cảnh sát Cambodia và chỉ kịp phóng ra khỏi xe chạy bộ để tẩu thoát trên đường dọc quốc lộ 4 thuộc quận Kampong Sela. Cảnh sát huyện Prinup và huyện Kampong Sela đã mở cuộc truy nã săn tìm cuối cùng đã bắt được nghi can tại xã Sét Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay thưa quý vị công nhân nhà máy điện tử Nam Hàn ở tỉnh Bắc Ninh đã đình công đòi tăng lương. Hơn 2.000 công nhân nhà máy lắp ráp hàng điện tử Nam Hàn Crescent Hà Nội, tòa lạc tại tỉnh Bắc Ninh của Việt Nam vào hôm qua, đã tham dự cuộc đình công đòi tăng lương, chi trợ cấp tiền ăn và tiền thưởng. Đây là cuộc đình công thứ hai từ đầu năm 2022 đến nay tại Việt Nam. Tiếp theo là cuộc đình công của công nhân một nhà máy thuộc sở hữu của công ty ngoại quốc khác đã thu được kết quả khả quan nhà máy Crescent ở Hà Nội đã sử dụng tổng cộng là 3.500 công nhân, sản xuất 7 triệu tai nghe Bluetooth mỗi năm. Ngoài yêu sách đòi tăng lương, công nhân Crescent ở Hà Nội còn yêu cầu chủ nhân nhà máy cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19, đồng phục và mở rộng bãi đậu xe của công ty. Người đại diện công ty Crescent ở Hà Nội đã ngay lập tức giải quyết hầu hết những yêu sách của công nhân để cho họ tiếp tục làm việc trở lại. Và kính thưa quý vị, cuộc đình công diễn ra sau một ngày, sau cuộc đình công thành công của công nhân công ty Việt Glory, nhà sản xuất giày dép thuộc sở hữu của Đài Loan ở tỉnh Nghệ An. Báo chí ở Việt Nam cho biết là công ty Viet Glory đã nhượng bộ yêu cầu của 5.000 người đòi tăng lương và trả tiền phụ trội cho những người làm việc lâu năm. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Chị Mỹ Lan và Hoàng Dương xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.